kết luận cuộc họp ra soát sắp xếp thu hồi nhà đất công mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phê bình Tổng công ty Thương mại Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Satra vì không thực hiện đúng chỉ đạo của thành phố trong việc phối hợp di dời bàn giao nhà đất số 420 nơi Trang Long, phường 13 quận Bình Thạnh do công ty Vissan sử dụng. Nhà đất trên là tài sản thuộc sở hữu nhà nước do Satra quản lý. Trước đó, tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố có quyết định thu hồi nhà đất trên để giao về cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp nhận, quản lý. Tuy nhiên, công ty Vissan đã báo cáo về tình hình chậm hoàn thành dự án nhà máy giết mổ gia súc tại khu công nghiệp Bến Lức, Long An và khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, công ty này đề xuất dời thời hạn hoàn thành việc di dời nhà máy để trả lại nhà đất 420 nơi Trang Long. Công ty Vesan được thành lập năm 1970, là một thành viên của SATRA. Tháng 7 năm 2016, công ty VietSan chuyển sang công ty cổ phần. Trong năm 2019, một số quyết điểm trong công tác cổ phần hóa, quyết toán vốn giá trị vốn nhà nước, quản lý, sử dụng nhà đất của công ty vissan đã được chỉ ra qua công tác thanh tra, kiểm toán để hoàn tất di dời thu hồi nhà đất Vissan đang sử dụng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã giao sa tra làm việc với công ty Vissan và các đơn vị chức năng xác định cụ thể thời gian bàn giao nhà đất, cam kết di dời gửi Sở Tài nguyên Môi trường, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị chức năng ra soát, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 10 năm 2023. Trong thời gian chờ di dời và bàn giao, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, xử lý việc cho thuê ngắn hạn nhà đất nêu trên, đồng thời lưu ý hướng dẫn công ty Vissan đối với hoạt động xả thải ra môi trường. Theo ghi nhận, khu đất của công ty Vissan là một tiểu đảo thuộc phường 13 nằm tách biệt với các khu vực còn lại của quận Bình Thạnh. Xung quanh khu đất đều có tường rào quay kín. Để đi bằng đường bộ vào được khu này, chỉ có thể qua con đường độc đạo Vũ Ngọc Phan, có cây cầu bắc ngang rạch cầu Sơn. Đường này có chiều dài khoảng 350 m từ đường Nơi Trang Long vào thẳng cổng công ty. Các mặt còn lại của khu đất đều bị ngăn cách bởi kênh rạch, sông như sông Sài Gòn, rạch Cầu Sơn, sông Bình Triệu. Chiều ngày 25 tháng 10, đứng tại khu vực gần cầu Bình Triệu 2, đoạn giáp tranh quận Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức, phóng viên có thể dễ dàng nhìn thấy màu nước đen kịch như nhớt ở khu vực phía sau công ty đối diện đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, khác hẳn với màu nước ở sông Sài Gòn và kênh rạch gần đó.